Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chèn cái hình ảnh vào trong cái bàn phím để mình ví dụ như mình người ta không có thể nào lấy được cái feedback của mình á. Đó, mọi người sẽ vào mình sẽ vào CH Play nha. Và CH Play chọn viết Live and Key này. Đó, mình sẽ tải về. Đây cái tích như thế này nè. Rồi mọi người sẽ tải về nhé. Sau khi tải về rồi á, đây mọi người sẽ tích vào cái trình duyệt này. Đó, mọi người bấm tiếp tục từng bước, kích hoạt bàn phím. Rồi mình sẽ chọn chọn Live bàn khay nha. Thì ở đây nó sẽ bắt mình ghi chú bút xứ đấy. Mình sẽ chọn OK. Chọn bàn phím lên bàn khay nha, ở đây mục này nha. Rồi OK, ở đây nó sẽ cho mình cái chủ đề, thì mình sẽ tự tạo cho mình một cái chủ đề riêng. Đó, mình sẽ tạo một cái chủ đề riêng cho mình, xong có sau đó là mình sẽ chèn cái hình ảnh theo cái các bước của nó nha. Mọi người sẽ vào dấu cộng này, tạo một chủ đề mới. Đây nó có các mục như thay hình nền, tạo chủ đề, tạo bộ chủ đề. Đó, mọi người sẽ tạo một cái chủ đề mới. Tạo một chủ đề. Rồi đây nó cho mình một số cái hình ảnh như thế này nha, màu nền những thứ này. Mình sẽ chọn một cái họa tiết màu đỏ này đi, hoặc là màu nào các bạn cảm thấy nó dễ chịu rồi các bạn đấy. Đây mọi người sẽ ở đây đi, mọi người sẽ chèn hình ảnh thì mọi người sẽ vào cái mục ảnh của bạn nè, ảnh của bạn cho phép truy cập vào các phương tiện trong thiết bị cho phép. Rồi chúng ta sẽ mở bộ sưu tập ra để chọn một cái hình ảnh nào đó. Rồi ở đây chọn cái hình rồi mình sẽ chọn một cái hình tất cả ảnh đi. Đây mình sẽ chọn một tấm hình nào đó nha. Đây chọn đại hình này nha. Đó, mình sẽ chọn cái khúc nào là chỉnh lên xuống, phóng to thu nhỏ. Rồi OK. Đó, như vậy là xong nha. Mọi người sẽ bấm vào cái tích này nè, đồng ý. Rồi ở đây nó sẽ ghi là bạn có thể chia sẻ hình và link tải bàn phím bạn thiết kế cho bạn bè. Cái này là mình có thể chia sẻ, nhưng mà cái này bàn phím mình tạo cho riêng mình mà, cho nên là mình không cần chia sẻ. Đấy, rồi OK. Bây giờ mình hiện tại là mình đang sử dụng cái bàn phím mình tự thiết kế đây nè. Đó, nó có cái stick ở đây nè, các bạn nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Đây, đó, nó có cái stick tick đồng ý ở đây nè. Rồi bây giờ mọi người sẽ thử nha. Mọi người sẽ vào một cái này đi, vào cái bàn phím. Rồi OK chưa? Đấy, như vậy là mình đã có được cái hình ảnh của mình nè. Rồi đó, vậy là xong nha mọi người nha. Ai mà cái phần nào không biết ấy, thì nhắn tin nhá, nhắn tin lại nha. Rồi bye mọi người.